Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc phải bỏ tiền túi đền bù cho huấn luyện viên Klinsmann. Chủ tịch Chung Mong-gil đang cân nhắc khả năng bỏ tiền túi để đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, đang thảo luận kỹ lưỡng và nói chuyện với luật sư của các bên liên quan. Nếu khoản tiền đền bù phát sinh quá lớn, tôi cân nhắc bỏ tiền túi để giải quyết vấn đề. Chúng tôi vẫn chưa nói về vấn đề này, KFA sẽ bàn bạc, thương thảo để giải quyết vấn đề, Chủ tịch KFA, ông Chung Mong-gil cho biết. Chiều ngày 16 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ra quyết định sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Đội tuyển Hàn Quốc thi đấu thất vọng tại ASEAN Cup 2023. Lối chơi của đội bóng này thiếu tính gắn kết, không thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng. Thành tích vào đến bán kết ASEAN Cup 2023 của đội bóng xứ Kim Chi đến từ may mắn nhiều hơn là đẳng cấp của dàn sao Hàn Quốc. KFA thông báo, huấn luyện viên Klinsmann đã không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi trong công tác quản lý trận đấu, quản lý cầu thủ và thái độ làm việc. Ông không thể giúp đội tuyển Hàn Quốc nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh. Theo thông tin ban đầu, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẽ phải chi ra số tiền đền bù lên đến 10 tỷ won, tương đương 183 tỷ đồng, khi quyết định sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Số tiền đền bù này bao gồm tiền lương cho hơn 2 năm còn lại trong hợp đồng của huấn luyện viên Klinsmann và phí phạt theo các điều khoản khác. Trước đó, báo chí nước này cho rằng số tiền mà KFA phải đền bù nếu chia tay ông Klinsmann chỉ rơi vào mức hơn 5 tỷ won, hơn 100 tỷ đồng. Khoản tiền đền bù rơi vào mức 4%, 10% kinh phí hoạt động của KFA trong năm tài khoá 2024. Theo trang Money Today, lãnh đạo KFA và phần đông người hâm mộ không hài lòng với thái độ của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann khi đội tuyển Hàn Quốc thủng lưới hoặc thất bại, nhà cầm quân người Đức thường không biểu lộ cảm xúc phù hợp. Ông Klinsmann mỉm cười và bình thản, đổ lỗi cho các cầu thủ hoặc nói rằng Hàn Quốc vẫn có màn trình diễn tốt. Ông Klinsmann nhận việc tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2023 thay cho người tiền nhiệm Paulo Bento. Cựu danh thủ không giúp đội tuyển Hàn Quốc tiến bộ nhiều về mặt chuyên môn. Chiến thắng của Son Heung-min và đồng đội chủ yếu đến từ các trận đấu với đối thủ yếu hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.